chắc 4 con thôi, cái thìa không đủ 5 con mà. Đây nhá, 4 con nhá mọi người nhá. Đây nhá, 4 con nhá mọi người nhá. Ngon. Ok hết luôn mọi người. Thì chắc là mọi người nhớ mình là đúng không? Dạo gần đây mình cũng có người yêu rồi mọi người ạ. Thế cho nên là mình không cần xuất hiện trên kênh của thằng Kelly nữa. Thì nói chung là ai ai cũng phải có người yêu đúng không mọi người? Đó, thế cho nên là kiểu mình thấy khá là nhiều bạn cũng thắc mắc người yêu của mình như thế nào. Đây là giò đột biến mọi người ạ. Mọi người thấy không? Đấy, mình vừa đặt về, mình vừa đặt hơn 50 con về. Đó, đùa mọi người thôi, thật ra đây chính là con đung dừa mọi người ạ. Thì nói chung là mình kiểu bây giờ nó đang ở trong phòng chơi game. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong phòng xong rồi mình thử thách nó. Mình bảo là nếu như mà nó ăn hết 50 con giò đột biến này thì mình sẽ dắt người yêu về xong rồi kiểu công khai cho nó nhìn thấy người yêu của mình luôn mọi người ạ. Nani? Đó, bây giờ thì nó đang ở trong phòng, bây giờ thì đi nhé. Ok mọi người ạ, mình đã rửa xong rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ ra đĩa xong rồi mang ra thử thách nha mọi người. Ui yêu em suốt cuộc đời. Thế đi yêu. 50 con giò đột biến đấy. 50 con giò đột biến luôn. Bây giờ mày mày muốn nhìn thấy người yêu tao không? Really nigga? Có. Ăn hết 50 con này đi, xong rồi tao đưa người yêu về nhà. Ăn hết 50 con giòi. Con đây con đuông dừa. Con giòi. Thì nó giống con giòi làm gì nữa. Bây giờ có ăn không? Muốn nhìn thấy người yêu tao không? Ăn hết. Tao thách mày ăn hết luôn. Ừ. Nếu mà ăn hết thì tao dẫn người yêu về. Đang đói ok luôn nhá, đây không ngán nhá. Đây không ngán, tầm 5 con, 10 con là... Đã đủ, mọi người ạ. Đây, con Nhung thách mình ăn hết 50 con đuông dừa này này. Oh my god. Đã đủ đấy. Tự nhiên đang thèm mọi người ạ. Cái này năm trước mình ăn rồi, bây giờ ăn tiếp không sao mọi người. Cái đi, con gì cũng ăn được. Ăn 5 bộ ăn với cả đuông dừa. Ok mọi người ơi, mình quyết định ra ngồi ở bên ban công mọi người ạ. Đấy, quyết định ra ngồi ở bên ban công này cho nó mát đấy, cho nó thoải mái mọi người ơi. Bây giờ tao hết 5 con này mà cho tao 5 con. Ok được, ok đây. Khôn thế quê mình đây. Đây là có 55 con Nhung ăn hết 5 con, còn mình ăn hết 50 con đấy mọi người ạ. Đấy, đây là nước chấm mình tự làm. Đấy, còn đây là nước mắm mọi người ạ. Đấy, bây giờ là... Chị nhá, bây giờ cho... cho đuông dừa vào nước mắm này. Đây là đuông dừa chấm tắm gì nhỉ? Tắm mắm à? Còn đây là đuông dừa tắm ớt với cả chanh mọi người ạ. Bây giờ mày ăn mắm với cả hay là như nào? Mắm đúng không? Ok thế để tao ăn trước. Ôi ngon thế mọi người ơi. Người ngon này, quả này mà kẹp vào phát xong là nó kiểu dạng là nó cắn lưới phát nhỉ. Mày phải ăn, mày phải để đầu nó ra ngoài chứ. Hả? Mày phải để đầu nó ra ngoài xong ăn thân nó chứ. Đây, tao chỉ cho. Đâu? Nó như nào? Ăn như này này. Thế là non rồi, người ta phải ăn như này này. Mọi người học cách của mình này. Đấy, người ta phải ăn như này này. Đấy, 2-3 miếng ớt nhá. Ăn đủ. Cay quá. Cay quá. Phải ăn như thế. Nào, tập tao với chưa? Nào. Nó cắn lưỡi chứ. Cắn lưỡi á? Ừ. Không kịp cắn đâu, trước khi nó cắn tao cắn rồi.
mọi người. Đây, cứ một miếng ba con là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đây mọi người nhìn này. Lâu rồi không ăn đông dừa ngon lắm. Mọi người nhớ cái đợt trước mình ăn đông dừa không? Cũng 50 con. Sau một năm rồi bây giờ mình mới ăn lại. Ngon đấy. Đây, cho con Nhung này. Phải lấy thìa xúc phát ba con ăn luôn nó mới ngon biết không? Đấy, kèm mẹ ăn từng con nó mới cảm nhận được mùi vị của nó chứ mẹ ăn nhiều quá ngán ngán. Đây mọi người ạ, ba con tiếp tục nhé. Mời mọi người ăn cùng mình nhá. Cái này khác sang mời mọi người không ăn đâu. Làm một phát 5 con nhá mọi người nhá. Một phát 5 con luôn nhá. Nhung gắp thêm một con vào cho tao phát. Cái này thì con Nhung phải đưa người yêu về ra mắt sớm rồi. Mới đầu ăn thì chả thế, tí nữa ngán ngay mà. Từ. Đây này, ôi chắc 4 con thôi, cái thìa này không đủ 5 con mọi người ạ. Đây nhá, 4 con nhá mọi người nhá. Ngon, chưa ngán. Được cái nửa ấy. Thề, béo cực, nó béo ngon ngon cơ. Đây mọi người ơi. Mình cho hết à mấy con đông rửa bát này vào nhé. Mình thấy nước mắm có vẻ như là ngon hơn. Ao quận giấy nước mát trên nước ngọt. Nước mắm có vẻ là ngon hơn mọi người ạ. À, anh của mình đang quay cho mình ở trước mặt ấy, không ăn được. Đấy mọi người ạ, không phải con đông dừa nào cũng ăn được đâu. Mình kiểu rằng là mình á, mình ăn táo lắm, cái gì mình ngoan luôn. Thì mọi người muốn có thử thách cho mình ăn con gì thì mọi người nhớ comment nhé mọi người nhé. Mình sẽ cố kiếm cho mọi người để mình làm video thử thách ăn nhé mọi người nhé. Đấy. Mọi người không tin thì mọi người cứ tạm dừng video lại, mọi người đếm mọi người ạ. Mọi người đếm xem mình ăn hết bao nhiêu con. Đây. Cho hết vào bát nước mắm rồi. Xong còn là ăn thử bên này. Đây. Đây mọi người ơi. Đấy, bát nước mắm này. Làm con. Người ta phải cắn đầu nó trước để nó không cắn. Đấy. Thấy người ta cắn ngược lại mà. Ngon hơn luôn á. Cắn kiểu này á. Cắn kiểu nó coi ra cắn thôi. Này này. Tao hồi bé tao xem con này suốt. Hồi bé kiểu rằng mình xem con này mình có ước mơ ăn thử con này một lần á. Hồi nhỏ cơ. Mình thấy mọi người. Nè. Cắn hôi ra rồi. Dạ. Cái này ngu. Nè.
Mọi người nhớ đếm cho mình nhá, xem có đúng 50 con không nhá. Đây còn tầm chục con ở cái bát này nữa, nhưng mà mình ăn nước mắm trước đó mọi người ạ. Nói chưa? Tiếp đi, tiếp một hai con nữa. Nó cắn môi đó. Mày hai mà, còn mày gọi người yêu mày ơi. Người yêu mày ở đâu? Người yêu tao ở Việt Nam. Hình năm bao nhiêu? Bằng tuổi tao hay là lớn hơn tao? Lớn hơn mày ấy. Vậy cả lớn hơn tao. Nó yêu người lớn tuổi hơn mình anh em ạ. Wow. Ngáo thật. Mọi người xem không biết mọi người có ghê không? Kiểu nó lúc nhúc ấy. Mọi người tưởng tượng này. Mọi người tưởng tượng nhá. Đây. Nó bò lúc nhúc như thế này. Cho vào mồm. Béo mọi người nhìn tưởng ghê thôi nhưng mà ăn béo béo ngon ngon cực kỳ luôn á. Mình ăn cả đầu nó luôn. Bình thường mình thấy người ta ăn đấy, các TikToker các YouTuber khác ăn thì người ta không ăn đầu không, nhưng mà mình ăn cả đầu. Rơi xuống đây. Các ngán đến nơi rồi. Ăn mà ngán rồi đúng không? Cây thánh ăn mà ăn nhiều mà 50 con không là vấn đề. Con này cực kỳ béo ngậy luôn á. Mình gọi cho ly lợn khoe mọi người ạ. Được em ơi. Tiếp tục ăn. Thấy luôn, thương ngấy luôn. Ngon lắm. Mọi người thử một lần đi. Nếu mọi người cho thử một lần đi. Mình có một cái ước mơ kiểu dạng là thử ăn hết tất cả món là trên Việt Nam này mọi người ạ. Đặc sản hay kinh nghĩa kiểu mình muốn thử hết. Pịa kiểu mình cũng thử rồi. Quay không? Ngon. Đây mình thấy nước chấm này không ngon mọi người ạ. Mình thấy nước mắm mới ngon hơn. Nước mắm kiểu nó ngon hơn ấy, kiểu mặn mặn ngon ngon á. Nên mình cho vào đây nhé. Cho lại vào nước mắm nhé. Cay quá. Mọi người hãy đếm với mình nhá, xem mình ăn đúng 50 con không nhá. Có gì mọi người nhớ comment nhá. Đây. Nhúng nước mắm rồi. Ăn một con không đá. Đây, ăn từng này con thôi. Chán rồi đúng không? Chưa. Sao mà ngấy được? Mày nghĩ tao không ăn hết được đúng không? Mày không mang người yêu đến đúng không?
Trong người xem đến đây mọi người kiểu thèm đúng không? Kiểu chảy nước miếng đúng không? Nhưng mà không muốn ăn đúng không? Ngon lắm. Thử đi mọi người. Đây là mình nghe nói là một con 10k mọi người ạ. Mua 500k đúng không? Được 5 năm con là con 10k được tặng 5 con mọi người ạ. Mình ăn rồi. Cảm thấy hơi ghế rồi đấy. Nhưng mà còn đúng tầm khoảng chục con thôi. Mọi người nhớ đếm với mình nhá. Ăn đi, ăn một con đi. Mày bảo 5 năm con mà mày ăn hết 5 con rồi. Còn đúng 5 con. Thực ra không ăn hết ra. Thôi đừng cố chàng trai à. Còn một con. Good. Mọi người đếm nhá, mọi người nhớ đếm nhá. Tí lại mình nhớ đếm nhá, không mày xem lại YouTube mà đếm nhá. Tí nữa một con lạc nó bay từ tầng 26 xuống thì sao? Gọn nghèo ra đây. Hết sạch rồi. Năm bộ ăn còn chưa uống tí nào luôn. Ăn đuông dừa uống năm bộ ăn gọi là đẳng cấp luôn mọi người. Mọi người hóng người yêu của Nhung thì comment nhé. Ok, chắc video của cái đi đến đây là cái lúc tự mình không ăn hết 50 con đơn giản lần sau á. Có con gì mang ra hết đây nhá. Con nào cũng được, ok.